Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu tới phần calorie trong ổ bình cạc. Thì để tạo một cái calorie mới hoặc là chúng ta chỉnh sửa một calorie thì các bạn sẽ vào đăng nhập vào cái panel admin của bình cạc và chúng ta sẽ chọn vào tab catalog và chúng ta chọn vào category. Thì mặc định là ổ bình cạc nó sẽ hỗ trợ, sẽ support cho chúng ta một số cái data sample mẫu. Thì trong này mình sẽ khảo sát một cái calorie mẫu nha, là accessory và chúng ta sẽ bấm thì mặc định khi cài ở bên cạc chúng ta sẽ thấy ba cái tab cơ bản đầu tiên, còn cái tab Vietnamese và English thì tại vì mình cài thêm một cái plugin nó hỗ trợ đa ngôn ngữ cho nên là chúng ta thấy hai tab này. Thì cơ bản là hai tab này nó cũng như nhau, chỉ khác là chúng ta sẽ insert, chúng ta sẽ thêm cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn vào trong những cái field này. Thì trước tiên là về tab General, trong này nó sẽ có cái Category Name là đặt tên một cái Category. Tiếp theo là Meta Tag Description thì và cái Meta Tag Keywords thì hai cái phần này nó liên quan đến SEO, nghĩa là Search Engine Optimization là tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm ví dụ như là Google hoặc là của Bing, của Yahoo. Thì phần Meta Tag Description chúng ta sẽ điền những cái mô tả mà có liên quan tới cái category mà các bạn đang tạo. Thì cái search engine như Google nó sẽ dựa vào những cái mô tả đó mà nó sẽ tìm kiếm và đưa ra cái kết quả chính xác cho người dùng. Thì trong cái phần này và cái phần keywords các bạn càng nhập những cái từ khóa mà có liên quan tới category của bạn thì kết quả của Google nó sẽ tìm ra chính xác hơn. Tiếp theo là cái phần description thì cái phần này chẳng có liên quan tới cái phần mà cho Google tìm kiếm mà đơn giản là nó chỉ giúp cho người dùng truy cập vào cái website của bạn vào cái category và nó sẽ biết được cái mô tả category đó là như thế nào. Và trong cái tab data thì mình sẽ nói về thứ nhất là về parent có nghĩa là cha, ví dụ như là category này có thể là một category đơn hoặc có thể là một category cha chứa nhiều cái category con khác. Ví dụ lookbook ở đây là một cái category đơn, nó không có con gì, nhưng mà handbag thì nó sẽ có hai con, đó là business và travel. Ở đây business và travel cũng là category nhưng nó được đặt nằm ở trong category cha, đó là handbag. Thì ở đây nếu bạn xác định category bạn đang tạo nằm ở trong category cha nào thì các bạn sẽ gõ tên category cha ở đây, ví dụ như là handbag chẳng hạn. Thì các bạn gõ chữ hand thì nó sẽ gợi ý cho các bạn là chữ chữ handbag. Hoặc là chúng ta gõ gõ trực tiếp gõ đúng như cái từ mà category mà chúng ta đã tạo. Phần filter này hiện tại mình không có đề cập đến trong video lần này. Tiếp theo là store. Store thì là cái shop mà mặc định của bạn trong khi mà bạn đang sử dụng đó, thì nó sẽ có một cái shop mặc định để hiển thị ra bên ngoài. Thì các bạn sẽ chọn cái default, mặc định là default. Tiếp theo là sale keyword thì cái phần này rất là quan trọng cho sale. Tuy nhiên để sử dụng được cái tính năng sale keyword của OpenCAD thì các bạn phải enable cái tính năng mà cho phép sale cái đường địa chỉ ở trên này bằng cách là vào system, bạn vào setting và các bạn chọn vào cái size mặc định. Tiếp theo chúng ta chọn vào server và ở đây các bạn để ý cái chỗ mà view sale URL các bạn phải enable nó là yes. Thì lúc này cái đường dẫn của các bạn nó mới có thể sử dụng được cái keyword mà các bạn điền ở bên này. Ví dụ như là keyword là sale accessory. Bây giờ giả thử mình bấm save lại để chúng ta thấy sự thay đổi. Các bạn qua bên này chúng ta refresh lại page thì đây cái accessory chúng ta nó khi mà các bạn rê vô các bạn bấm vào thì trên này nó sẽ có cái keyword nó nằm ở đây thay vì là cái đường dẫn mặc định là .php rồi mấy cái tham số truyền vào khác. Tuy nhiên là nếu các bạn tạo nhiều cái category mà có cùng cái sale keyword
như accessory thì nó sẽ không hiểu được và nó sẽ chỉ truy cập được vào một cái category duy nhất. Cho nên là chúng ta khi mà tạo một cái category, chúng ta tránh đặt tên giống nhau. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ trở về lại cái category. Rồi, cái phần về cái phần image thì nó sẽ hiển thị cái hình ảnh của cái category đó. Ví dụ các bạn chọn vào category là hand accessory thì cái email đó là cái mắt kiến này nè. Đó. Giống như bên này các bạn úp cái hình gì lên thì nó sẽ hiển thị cái hình đó, và với lại cái bên này là cái phần mà description. Tiếp theo là chúng ta sẽ muốn hiển thị cái category này ở trên cái menu ở trên website hay không thì các bạn chọn vào đây. Khi các bạn chọn vào đây thì cái category nó mới hiển thị nằm trên này. Còn nếu mà các bạn tắt đi, các bạn bấm save lại và chúng ta qua trang này xem thì nó sẽ mất đi cái accessory của chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào chúng ta enable nó lên. Cái sort order nghĩa là cái thứ tự của cái category, ví dụ như là ở đây là 1 2 3. 1 2 3. Thì các bạn muốn hiển thị cái thứ tự nào thì các bạn nhập số vào đây. Và status nó là enable thì khi mà các bạn chuyển cái status nó thành disable thì mặc định nó cũng sẽ không hiển thị cái category này. Tuy nhiên, sự khác biệt của status disable với lại cái top nằm trên này có nghĩa là gì sao? Khi mà các bạn disable cái status có nghĩa là category này sẽ hoàn toàn là không có hoạt động trong website của bạn. Còn khi mà các bạn bỏ cái dấu tích ở trên cái top này thì nó sẽ không hiển thị ở trên cái menu top menu, nhưng mà trong một số cái trang khác thì nó vẫn hiển thị. Hoặc là các bạn nhớ cái đường 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 dẫn là accessory thì các bạn duyệt các bạn accessory thì nó vẫn vào được cái category của mình. Và tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát về cái tab design. Thì mặc định là nó sẽ chọn cái default layout của cái store mặc định là default, tức là khoảng trắng. Hoặc là chúng ta sẽ chọn home. Thì cái này chúng ta không quan tâm nên mặc định nó sẽ tự chọn cho chúng ta. Rồi thì mình sẽ khảo sát một cái category con như nãy mình nói cái chức năng đó như thế nào. Chúng ta sẽ chọn một cái gọi là gift card và cái active card. Thì cái active card này nó là con của cái gift card. Thì khi mà các bạn thấy cái dấu mũi tên lớn như thế này thì có nghĩa là cái active card nó là con của gift card. Chúng ta sẽ khảo sát đây, ở bên parent thì nó đặt category cha nó là gift card. Còn mọi thứ thì vẫn như là cái category nãy giờ chúng ta nói đến. Thì trong video phần này mình chỉ nói về category. Cảm ơn các bạn.